quá trời nữa nè. Dạ. Bánh nó cũng ăn nữa. Đậu phộng, cho nó ăn đậu phộng. Nó thích ăn đậu phộng. Hương ơi. Nói vậy mày á. Tối về mở YouTube coi. Ừ, lên kênh YouTube đó. À, mở kênh YouTube đó coi. Luôn luôn. Đó. Ở trên cây nè. Nè, nè, đây nó cho mấy cái quần này nó xuống đây nè. Cây kìa. Đúng đây mà. Lùi. Ghê quá à. Nó cũng tròn không? Nó cắn à, nó cắn à. Đang làm gì nữa kìa. Con kia kìa. Nó biết cắn kìa, con này hiền lành lắm. Đi nay cái gì mấy quả coi. Này đợt này muỗi nhiều quá. Nè. Chơi muỗi này thấy lạ không? Nè. Để nó xong đó. Nè. Nè. Té vụ gì trời nè. Đó, chụp thấy hay không? Hay đây đây mẹ, đây đây. Xong chưa? Nè. Đó thấy không? Thấy đó. Lấy nào? Đi ăn xong. Nè, lấy cái này. Giết vậy. Ôi chặt dừng. Thế rồi. Con nó muốn ăn lắm mấy con nó dữ. Nhất là cái con kia kìa. Đưa được quả chuối không? Nhiều quá rồi. Ôi, đi cho con cá ăn đi. Ngàn nữa chưa ăn. Ăn từ từ thôi. Đúng rồi. Rửa cho nó ăn mà nó dành ăn. Mua rồi hả? Dạ được ạ. Em cho nó ăn nữa. Hay quá đó. Dạ. Ui cứ quăng cho nó. Đó, lúc nay nó bắt hỏi không à. Phải sợ đây này. Lúc nãy giờ nó cành định cắn mình luôn. Ôi, con nào chưa được ăn đậu. Ủa. Đấy, con lấy đấy. Nãy được cái thằng kia này. Nó đang quay. Thôi, hay quá vậy. Sao nó có ở đây nhiều Làm gì vậy? Đang quay phim mà. Quá trời. Đang quay video mà. Tối mình mở kênh Núi Khỉ Viba trên YouTube á. Vô YouTube mình bấm chữ Núi Khỉ Viba. Núi Khỉ Viba. Nó có hiện lên. Cái cảnh nãy giờ gia đình mình chơi á. Mở. Để coi có gì chia sẻ bạn bè lên coi. Nhớ không chứ hồi quên à, nhớ ghi đi. Núi Khỉ Viba hả? Viba đó cái đường Viba. Núi Khỉ Viba. Còn hai cái gối này. Đó thấy không? Nó bắt hai tay luôn á. Rồi trả luôn đi con. Ông mua đậu phộng cho nó ăn á, mua đậu phộng cho nó ăn. Cái bánh này nó không ăn. Cái bánh này nó đang ăn nè. Đấy, mà tính tiền luôn đi. Đó, đúng rồi đó, trời đẹp quá. Hai chị dễ thương quá. Núi Khỉ. Quay hai nhỏ nó quanh bà ngoại kìa. Hình ảnh này nó sẽ nằm ở trên mạng mãi mãi. Cũng coi mở bất cứ lúc nào ở trên mạng cũng có. Hiệp ơi, con cho khỉ to ăn kìa. Có tin rồi hả? Rồi. Có tin rồi. Đâu không có lùi ra được. Sữa của thằng này, con khỉ đâu biết uống sữa, không có vuốt được sữa, nó không có cho mình đụng tới đâu. Vô đây con, xe nắm tay á, ê đi gọn kìa, lấy mấy con này đúng không? Đừng có ra được, con khỉ đây nè, đây kìa con ra cho khỉ bên đây nè. Đó, khỉ bên đây nè. Con có ăn đồ này kính mà đúng không? Ăn được. Dạ ăn được á chị. Đậu ăn được. Đang no là chắc là đi núi nha nào. Đang no nó đi về núi á. Bíp bíp chị Dung lại kêu mua về cái viên khác em nào bíp ngoài con đây kìa con ở đây mua bíp bíp nào bíp bíp chị đây nha la 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 la. luôn hả? Hai đứa nãy nuôi cho đập đần hết luôn. Kìa, nhìn gì nữa trời. Đấy. Nó còn cào tay nữa chứ. Ai mà dám? Nó là con trai. Đó, em bé đừng có cho em bé tới gần. Lại gần có con nó dữ. Con trai đi. Vô mặt đó con. Nó là con trai. Đấy nè, con cho con kia kìa. Nó là con trai. Con cho con này nè. Con đó nó hung lắm à. Con nó hiền lắm. Nó còn giật nữa. Chào mọi người nha. Ôi trời rồi. Đi đây. Ôi thôi đừng lên nữa cái con kia kìa. Con kia kìa sợ lắm. Em Hiệp đang cho khỉ ăn nè. Con này nó cạo ấy. Thôi bây giờ tìm con khác nè. Tìm con khác á. Con đi xe. Quay đây nó chạy lên trên con bố. Con bé con nó chạy ra học. Về Đắk Nông đây, bye bye mọi người. Rồi, chú ở Đắk Nông luôn hả? Dạ, em ở Đắk Nông. Đây, Hiệp bye bye mọi người nha. Còn ở Đắk Nông lên đây chơi lần đó. Mấy khi được lên đồi khỉ này chơi nè mọi người. Không chịu về luôn hả? Không chịu về luôn, không chịu về luôn á. Nó đòi muốn coi khỉ nữa, nhưng thôi đi về nữa nè, về đi anh. Không hay gì. Không biết là lên đợt này không biết có dịp nào để lên nữa không đây. Vui thiệt là vui luôn á. Rồi, lên xe về. Rồi, đây, xe này không? Xe này để về không?